Mẹ vào chả biết đi được không, tí đi để xe có đi được không. Đấy, ta là chả mẹ hai bao là chả biết đi được không, còn đi đường dốc kia thì cũng phải đẩy đi xe. Ôi giả vừa thật thật trên núi ở đấy, mấy chỗ này đã bắt đầu rồi, tí đến mấy chỗ kia chắc phải đuổi đi xe. Nhiệt thật đấy, tí chắc cũng phải đi xe. Xe này là 6 bao, xe này không nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mua Bán Nông Sản Đấy Cho. Hiện tại hôm nay tôi đã có mặt ở chỗ là bên một tên là một bạn nhà Mông. Hôm nay là tại vì chúng tôi đã hoàn thành một năm là chúng tôi đã mổ một con bò với một bốn năm con lợn con để chúng tôi có tổng chứng tại một thuốc để chúng tôi đã hoàn thành một năm của chúng tôi nhé. Đây là bây giờ hành trình tiếp theo là chúng tôi để đi vào trực tiếp kia rồi, chúng nó đã ăn nấu hay là đang là coi như mó thịt đây là. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy Việt Nam mình khóc cạn lò tại vì có mùa hệ thống mới đã vào ra luồng mới cho và cho nên chúng toàn là 50 kg bây giờ Việt Nam mình khóc cả khóc hàng lò. Người ta đã bảo là rồi chứ cán bộ thầy thuốc và dân mình cười cả nước, để cho cán bộ sáu là dân mình khóc cả nước. Bây giờ đã đổ mồ để thả rất sáu luôn thì dân đã khóc cả nước. Đây là mùa vấn đề, cái vấn đề to nha. Bây giờ tại chỗ đặt sau tôi này đã máu thịt thì chúng tôi chỉ tiếp đi và chỉ tiếp là như nào nha. Bây giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng tôi đã có một món thịt trâu. Đây là mùa na mà chúng tôi cố hết xứ rồi để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Chúng tôi đã có món thịt này là thịt trâu. Bên này là mấy con lợn con nhé, là lợn thịt lợn nhé, rất hàng cho chúng tôi nghe. Ngày mai chúng tôi cũng có một đó một thu nhé. Là một nơi nhiệm vụ chúng tôi đã thành công rồi, chúng tôi thấy rất vui, bà con cũng rất vui là mổ. Chúng tôi mổ cả trâu cả bò, xin lỗi nhé, ngày mai là bà con rất đông nữa. Mà chúng ta nay giờ thì tới giờ thì nó ở tự nhau rồi nhở, chặt chọi đây, chặt sát chân luôn, đây là một con trâu ấy à, một con trâu là trâu là trâu đã hai năm rồi, sấy trâu rồi nhở, trâu sửa cũng chắc sửa cũng phải tần ra chúng nữa, không biết tỉa trâu rất mất nhiều. Đây là thịt trâu, chúng tôi đã là bao nhiêu món, 5 món, 4 món. Các bạn cũng đã thấy thịt trâu rồi. Anh em đã thấy tôi đã đi buôn sắm được bao nhiêu ngày rồi. Thì hôm nay lại quay lại về ngô nhé. Quay lại về ngô là có thể ngày mai đi giao tận 60 tấn ngô để vào đợt siêu đầu kiệu.
Thì hôm nay chúng tôi tò mò khám phá vào Ngu một ngày nha. Tại vì chúng tôi cũng đi vua xã lâu ngày, rất lâu ngày. Đây một bà đã đi làm về đã cống trên người. Chẳng biết nó cống được cái gì vậy không? Đây bây giờ anh ấy cũng hoạt hình nhiệm vụ mình ra là đấy. Anh biết là trời cũng tối rồi. Thì tao với anh tôi chống sinh ấy về tới đây ha. Thì bà con cũng dọn đồ ngu hết rồi. Tại vì là ngày mai chúng tôi cũng là có một bữa cơm rất là tuyệt vời cho chúng tôi, là có một ngày đó năm mới, kiểu như có một ngày là chúng tôi đã hoàn thành thu hoạch mật na thành công rồi. Thì ngày mai chúng tôi cũng ngủ sau một giờ, thì bây giờ tôi sẽ nghỉ trí về đây vội quay đấy, vội quay mà để ấy nha. Thì bây giờ bắt đầu là tối rồi, nghỉ chờ cũng không rõ mấy rồi nha. Thì bây giờ đây này, anh đi về với lại là người mình bắt đầu thu dọn ngôi nha. Thì ở trên này cũng có này, thì ngày mai tôi bắt đầu đi giao là 65 tấn nha, 65 tấn à, tại chúng ta nội luôn. Nếu mà em thích muốn bán nông sản lấy cho ngôi xã hàng ngày thì cứ liên hệ với tôi nhớ nha. Tôi cho đổi mua bán nông sản lấy cho hàng ngày, đấy là một sự thật. Nếu mà thích mua bán thì cứ liên hệ với tôi nha. Đây tí ở dưới này đã có hai vợ chồng cũng đã dọn này. Thì ngu ở chỗ mình cũng có còn là chú hay nhìn nhớ này. Thấy đống này là chắc nó cũng phải rơi vào tầm 400 bao đây, 400 bao hả. Tại từ đây lên trên kia là nó cũng hay nhìn nhớ tí. Thì chúng tôi cầu nhau để đó không nha. Đây ngu cũng rất nhiều nha. Đây. Ở đây là nó có khoảng tầm đủ là mấy tầm 300 bao đấy, 200 đến 300 bao đấy.